những các bạn học sinh sinh viên dù đã có được các trường đại học cao đẳng Mỹ chấp nhận nhưng mà vẫn không thể nào ra học được vì không xin được visa du học Mỹ. Vậy tại sao Mỹ lại khó khăn trong việc cấp visa cho người nước ngoài vậy? Và làm sao để hóa giải những khó khăn này thì hãy trao đổi trực tiếp với các chuyên viên tư vấn tại công ty Tân Đại Dương để tìm ra câu trả lời nhé. Và trước hết thì công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về điều kiện để xin visa du học. Vì thì công việc đầu tiên của các bạn là phần điền đầy đủ vào form E20 do các trường trung học cao đẳng hoặc là đại học Mỹ quy định hoặc là form DS-2019 do các trường trao đổi học bổng hưởng. Những form này thì họ đã chấp nhận bạn vào học tại một trường ở Mỹ. Sau đó thì các sinh viên tiến hành làm một hộ chiếu tại địa phương mình đang cư trú, tập hợp tất cả những giấy tờ liên quan bao gồm các giấy tờ về chứng minh tài chính cũng như là hồ sơ về học bạ và các bằng cấp trong các suất chứng chỉ học tập. Và một số bạn còn thắc mắc thêm đó là ngoài việc đồng hồ lệ phí phỏng vấn sinh viên xa thì sinh viên nước ngoài có phải đóng thêm một khoản phí nào không? Thì công ty Tân Đại Dương xin trả lời đó là đối với các học sinh nước ngoài muốn học tại Mỹ thì ngoài lệ phí phỏng vấn visa thì họ còn phải đóng thêm một khoản phí nữa được gọi là phí service, gọi tắt một cái tên đầy đủ là Student and Exchange Visitor Information System. Ở đây có thể hiểu là mỗi sinh viên đi học đều được cấp một cái service đó, có số cụ thể và họ sẽ quản lý những cái sinh viên này theo một hệ thống mạng internet. Nó giống như là chứng minh thư của Việt Nam vậy. Cái service này thì sẽ theo suốt quá trình sinh viên học tại Mỹ và người Mỹ yêu cầu sinh viên phải nộp tiền cho việc quản lý sinh viên nước ngoài theo một hệ thống này. Sinh viên có thể thanh toán khoản phí này bằng nhiều cách nhưng mà cách được coi là hữu hiệu nhất đó là đăng ký trực tuyến qua internet trên địa chỉ bạn sẽ hiển thị mẫu form 901 và thực hiện thanh toán thông qua thẻ tín dụng. Và đội ngũ chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn đầu tư Đại Dương thì sẽ luôn theo sát bên bạn trong suốt quá trình làm thủ tục hồ sơ xin visa. Vì vậy các bạn hãy liên hệ trực tiếp tại công ty khi mà có vấn đề thắc mắc xin visa du học và hãy nhấc máy lên gọi vào số là 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn.